Chiều ngày 13 tháng 3, Ban Thường vụ Huyện ủy triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Đồng chí Nguyễn Thị Việt Hà, tỉnh ủy viên, bí thư Huyện ủy chủ trì hội nghị. Tham dự có đồng chí Nguyễn Thiều Quang, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện, đồng chí Bùi Khắc Bằng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện. Trong tháng 2 và 3, Thường trực Ban Thường vụ Huyện ủy đã tập trung chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, và các hoạt động gặp mặt tọa đàm chào mừng kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Bộ Hà Tĩnh. Tổ chức chính cuộc làm việc với Ban chấp hành Đảng Bộ các xã để nghe và cho ý kiến về một số nhiệm vụ trọng tâm của địa phương trong thời gian tới. Trực tiếp dự duyệt các nội dung và tham dự chỉ đạo Đại hội Hội Nông dân các xã thị trấn, Đại hội Công đoàn cấp cơ sở nhiệm kỳ 2023-2028, phát động phong trào thi đua phát triển kinh tế xã hội, xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh năm 2023, lấy ra nhận quân và ra quân huấn luyện năm 2023, chỉ đạo các phòng ngành và các địa phương hướng dẫn nhân dân đẩy mạnh chăm sóc cây trồng vụ xuân, phòng chống rét cho cây trồng vật nuôi. Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, phân tích làm rõ những vấn đề còn tồn tại, hạn chế trong thời gian qua, đồng thời đưa ra các giải pháp để chỉ đạo thực hiện trong thời gian tới, như cần chỉ đạo các địa phương chú trọng công tác xây dựng Đảng, quyết liệt hơn trong việc lãnh đạo chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, tăng cường công tác kiểm tra giám sát, đối thoại với nhân dân, quy hoạch lại vùng phát triển kinh tế tập trung, liên kết sản xuất bao tiêu sản phẩm cho người dân, ra thoát đánh giá lại hiệu quả của các mô hình phát triển kinh tế để nhân rộng, tập trung huy động nguồn lực để xây dựng, bổ sung, nâng cao các tiêu chí nông thôn mới, đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, tích tụ ruộng đất, giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh tại cơ sở, kiểm tra kiểm soát chặt chẽ việc người ra vào vườn quốc gia và khu vực biên giới. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Việt Hà, tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy đề nghị cần tập trung quan tâm công tác xây dựng đảng, nâng cao chất lượng đảng viên, chất lượng sinh hoạt chi bộ, phát triển đảng viên, xây dựng hệ thống chính trị, các tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh, tăng cường công tác kiểm tra giám sát, đổi mới hoạt động của mặt trận tổ quốc và các đoàn thể và các tổ chức chính trị xã hội. Tập trung ra soát đánh giá lại các chỉ tiêu, khâu đột phá mà đại hội đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra. Các đồng chí ủy viên ban thường vụ cần nhìn nhận lại và gắn trách nhiệm của mình trong việc chỉ đạo bám sát cơ sở, nắm bắt một cách toàn diện trên tất cả các lĩnh vực để có những đề xuất rất đúng nhằm hỗ trợ chia sẻ với những khó khăn của các địa phương tập trung huy động mọi nguồn lực và tranh thủ sự hỗ trợ của cấp trên để xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn về xây dựng nông thôn mới cần phải quyết tâm nỗ lực để hoàn thành các tiêu chí huyện nông thôn mới nâng cao theo đúng lộ trình quan tâm xây dựng phát triển nhân rộng các mô hình phát triển kinh tế có hiệu quả sản phẩm ô cốp xây dựng đề án phát triển kinh tế hộ các mô hình liên kết nâng cao giá trị sản phẩm thu nhập cho người dân cần nghiên cứu đưa các loại cây con có giá trị kinh tế cao phù hợp với điều kiện tự nhiên của địa phương vào sản xuất thử nghiệm tập trung xây dựng phát triển du lịch sinh thái trải nghiệm giữ vững an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội trên địa bàn